Cơn mưa suốt buổi chiều 27 tháng 7 càng khiến con hẻm nhỏ trên đường Bà Hom, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh u ám. Ngồi ở giữa căn nhà nhỏ từng đong đầy hơi ấm, chị Thu vẫn không ngăn dòng lệ nhớ về người chồng đột ngột ra đi dưới cống khi đang làm nhiệm vụ. Dòng người đưa tiễn đều nghẹn ngào trước sự ra đi đột ngột của nhân viên thoát nước, ảnh, Huy Hậu. Đêm trước anh còn gọi điện về quê, nói chuyện với gia đình. Chị kể, trước khi xảy ra tai nạn, mọi thành viên trong nhà vẫn giữ thói quen gọi điện về cho gia đình chồng ở Tiền Giang. Qua cuộc gọi, anh Long liên tục để cha gặp mặt hai con. Anh hứa sẽ sắp xếp thời gian đưa cả gia đình về quê thăm ông bà. Sáng hôm sau, hai vợ chồng chị Thu chia nhau đi làm. Lúc 9 giờ 30, chị có cuộc gọi từ mẹ ruột nhưng bận tay nên không kịp bắt máy. Vài phút sau mình chưa kịp gọi lại thì dì đã chạy sang trường báo là chồng mình bị ngạt khí dưới cống. Mình thì nghĩ cũng giống mấy lần trước anh gặp tai nạn nên chẳng sao cả, chị Thu nhớ lại. Ngay tức khắc, chị Thu cùng người thân chạy xe máy đến đường Trần Văn Dầu, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Khi thấy lực lượng chức năng vây quanh khu hiện trường, một linh tính bất an đã nảy trong lòng chị. Vài phút sau, chứng kiến chồng bất động dưới lớp chiếu, người vợ vỡ òa nức nở. Từ sớm mọi người biết anh đã mất nhưng sợ mình chịu đựng không nổi nên vẫn giấu đến phút cuối, chị Thu nói. Ngồi bần thần giữa đám tang, ông Dũng, 66 tuổi, cha nạn nhân, vẫn không thể quên giây phút nhận tin con trai đã qua đời. 10 giờ, tôi nghe tin chị xui báo thằng Kim Long qua đời. Vợ bật ngửa ra sau, còn tôi thì chân tay bủn rủn. Khi bà con tới đưa hai vợ chồng lên xe đò đi Sài Gòn tôi mới tin đó là sự thật. Suốt buổi chiều tổ chức lễ tang, gia đình chị Thu vẫn quyết định giữ bí mật với hai con nhỏ. Cậu con trai 5 tuổi của chị liên tục chạy vào nhà, gọi hỏi bố. Mãi đến khi xem clip trên mạng xã hội nói về việc bố mất khi làm nhiệm vụ, đứa trẻ mới òa lên khóc. Chị gái nó hiểu chuyện hơn, không nói gì hết mà cứ lên mạng tải những bài thơ về cha. Còn thằng nhỏ đi đâu cũng nói bố nó chết rồi, ăn nấm độc nên ngã xuống dưới cống chết. Nghe thông tin đó ai nấy đều đứt ruột gan, chị Thu kể thêm. 12 năm trước, khi còn đang làm nhân viên ngân hàng, chị Thu được đồng nghiệp mai mối cho anh chàng hành nghề hớt tóc kế bên. Thương cái tính hiền lành, chịu thương chịu khó của anh, cả hai nhanh chóng nên duyên vợ chồng và có với nhau hai đứa con. Năm 2021, dịch Covid-19 khiến công việc của anh Long bấp bênh, không còn đủ lo cho gia đình. Sau khi bố vợ qua đời, anh Long đề nghị với vợ trở thành công nhân thoát nước thay bố. Anh bảo đổi nghề để có tiền lo cho vợ con tốt hơn, bởi sau có bảo hiểm xã hội và lương hưu. Nhưng thú thật, anh thích nghề tóc lắm, đi đâu nhìn thợ hớt tóc vẫn cứ tiếc nuối, chị Thu tâm sự. Suốt 2 năm làm nghề công nhân thoát nước, anh Long thường lặng lẽ tự giặt đồ bẩn, không bao giờ để vợ nhúng tay vào vì sợ nhiễm chất độc. Vài lần khác chồng có gặp sự cố nhỏ nên chị Thu nghĩ lần này cũng vậy. Chị chưa bao giờ tin rằng chồng sẽ ra đi mãi mãi. Cha rồi anh trai mình đã làm nghề này từ rất lâu, nhưng anh Long là trường hợp đầu tiên mất. Mình chưa bao giờ nghĩ người hiền lành, thương vợ thương con như anh lại vắn số như thế, chị Thu khóc khi nói. Người vợ kể, mỗi